Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Sáng sớm ngày hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 2 năm 2024, Giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá mít Thái, giá mít Indo ruột đỏ để cô chú các anh chị và các bạn có giá chính thức tham khảo. Chúc mừng cô chú các anh chị và các bạn đang có mít thu hoạch. Giá mít hôm nay tiếp đà tăng, đây là tín hiệu vui cho cô chú các anh chị và các bạn. Tuy ngày đầu năm giá cả rất sôi động lên xuống, ngày hôm nay một số kho đã thu mua trở lại nên giá mít có biến động. Bởi tình hình các kho và tại các chợ đã hoạt động trở lại, tình hình mua bán sung túc hơn nên giá cả các loại mít cũng tốt hơn, giá có sôi động hơn và cao. Mong tình hình giá mít ổn định và tiếp tục đi lên để bà con có được thu nhập cao từ đầu năm. Đây là bảng phân loại mít như sau: mít nhất 9kg trở lên, kem nhì 7kg trở lên, mít kem 3 4kg trở lên. Ngoài phân loại về ký mít còn mẫu mã và chất lượng để có giá cao cũng như loại mít được đảm bảo hơn. Bà con lưu ý trái to đẹp, chất lượng, giá sẽ cao hơn so với loại bình thường. Giải trí miền Tây cập nhật tình hình giá mít Thái Lan sáng ngày hôm nay có giá như sau. Mít Thái Lan ở khu vực miền Tây Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, mít kem lớn có giá 28.000 đồng một ký, kem nhì 21.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 12.000 đồng một ký, mít chợ có giá 4.000 đồng một ký. Khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang, mít kem lớn 29.000 đồng một ký, kem nhì 22.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 13.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang có giá 4.000 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá mít ở khu vực Tiền Giang. Khu vực Tiền Giang giá mít luôn cao hơn so với những khu vực khác, bởi khu vực Tiền Giang tập trung nhiều dựa mít lớn ở đây, cũng như khu vực Tiền Giang nằm trên trục lộ chính, dễ đi tất cả các nơi nên giá luôn cao hơn so với các khu vực khác. Khu vực Tiền Giang mít kem lớn 30.000 đồng một ký, kem nhì 23.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 14.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực Tiền Giang có giá 4.000 đồng một ký. Tình hình giá mít ở khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu. Mít kem lớn 22.000 đồng một ký, kem nhì 12.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 8.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu có giá 3.000 đồng một ký. Tình hình giá mít ở khu vực Tây Nguyên luôn thấp hơn so với các khu vực khác, do khu vực Tây Nguyên nằm xa các trục lộ chính, xa những vựa mít lớn nên giá thấp hơn. Khu vực Tây Nguyên mít kem lớn 21.000 đồng một ký, kem nhì 10.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 7.000 đồng một ký, mít chợ ở khu vực Tây Nguyên có giá 3.000 đồng một ký. Đây là giá mít mà thương lái thu mua tại vườn, bởi mẫu mã, chất lượng quyết định rất lớn về giá cả. Giá mít phụ thuộc vào những thương lái, phụ thuộc vào tình hình vườn mít của cô chú anh chị, xa hay gần vườn mít của cô chú anh chị, những tuyến đường, lộ chính, những dựa nên giá thành cao hay thấp khác nhau và những tỉnh thành khác nhau. Giá mít luôn dao động và cao thấp khác nhau. Tình hình giá mít đang có xu hướng đi lên, đây là một tín hiệu vui cho bà con. Hiện nay, đầu năm giá tăng là một điều tốt để bà con có được thu nhập đầu năm. Tiếp theo là tình hình giá mít Indo ruột đỏ sáng sớm ngày hôm nay. Chúc mừng cô chú các anh chị và các bạn, giá mít Indo ruột đỏ giá đang tăng và tăng tiếp. Mít lợi nhất có giá 38.000 đồng một ký, mít lợi nhì có giá 28.000 đồng một ký, mít loại 3 có giá 12.000 đồng một ký. Giá mít Indo ruột đỏ đầu năm đã tăng và tăng liên tục như vậy là tín hiệu vui cho các cô chú anh chị đang có mít Indo ruột đỏ thu hái, cũng như cô chú các anh chị và các bạn đang có mít Indo ruột đỏ sắp thu hái. Mít Indo ruột đỏ còn có khả năng cao hơn nhiều, và cô chú các anh chị và các bạn lưu ý để giá cao chúng ta cần phải có mẫu mã đẹp, chất lượng, trái to tròn để có được giá trị cao hơn. Đó là những vấn đề cô chú các anh chị và các bạn cần lưu ý.
Bởi mít Indo ruột đỏ rất phụ thuộc nhiều vào da, dáng cũng như chất lượng để xuất khẩu được tốt hơn. Và mong tình hình xuất khẩu tốt trở lại qua Tết, các chợ ăn trở lại và giá mít sẽ tăng cao để cô chú, các anh chị và các bạn có được lợi nhuận, có được thu nhập cao hơn. Giải trí miền Tây xin nhắc lại tình hình giá mít Indo ruột đỏ. Mít loại nhất 8kg trở lên có giá 38.000 đồng 1kg, mít loại nhì có giá 28.000 đồng 1kg, mít loại 3, xô có giá 12.000 đồng 1kg. Đây là mức giá rất tuyệt vời ở giai đoạn này. Mong tình hình giá mít Indo ruột đỏ cao hơn, trở về với vị trí 90-95.000 đồng 1kg, 100-115.000 đồng 1kg. Để cô chú, anh chị và các bạn trồng mít Indo ruột đỏ có được lợi nhuận, có được thu nhập cao nhất. Giải trí miền Tây ngoài chia sẻ về mít Indo ruột đỏ, mít Thái Lan còn chia sẻ về những loại nông sản khác, về giải trí, về kỹ thuật. Cô chú, các anh chị và các bạn tìm hiểu về những kỹ thuật, giải trí, những loại nông sản khác, trở về trang giải trí miền Tây tìm những video thích hợp để theo dõi. Chân thành cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã dành thời gian quý báu theo dõi hết video này. Đừng quên đăng ký, like, chia sẻ cũng như ấn vào cái chuông để cô chú, các anh chị và các bạn được nhận thông báo sớm nhất mỗi khi giải trí miền Tây phát hành video mới. Giờ đây xin nói lời chào. Bye bye.